lên đất bảo hà nhắn ai, lên đất bảo bà nếm mùi phong nguyệt, đó là cảnh thần tiên. Nhớ ơn đức thầy lâm đền phục sự thổ bán mưa, quả tiền hoa dâng thú vui điều khách trẻ trà thú vui điều khách trẻ trà ô long thuốc công bảo hạ dâng mấy hoa tiểu khăn hồng bà gối xếp về hôm nay thì đóng hoàng về thân mông cần đảo tăng nhang phục ở trong kinh con chữ nam mô a di đà phật ni hoàng vô trong đồng hoàng hòa có phép thần thông tài mạng sắc lên kim ngân tài mạng sắc lên hoàng về tổng đôi chép biên rõ ràng vì cho thì tự chọn sinh bảy hiên hưởng kim bàn mẫu đơn cùng xả long long tịnh kỳ mê thanh nhàn hoàng hiền vui chúc trên tam bôi hồng trà chúc trên tam bôi hình ngang hương vị ngọt bùi kỳ chân chân na chân 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 ngọt bùi kỳ chân
gặp tiền tình cờ
giang tay ngõ khoa ý à, đào độc đào mấy đào độc đào dắt dắt muôn con nhãn đi từ ý à, lối vào sơn bảo hạ sơn sáng sáng ngô nửa phà sơn bảo hạ sơn na lối vào sơn bảo hạ sơn lối vào khi thanh nhàn mở sách ra xem sách đề bốn chữ đức năng tương tuy thì quang hoàng bảy chót xay một tí vỡ đời hoàng khuyên ai giữ tròn đạo làm người đã đi lễ mẫu thì lấy chữ gì đã hơn cả chính chính ghế ông hiếu thuật thuận thảo hiền tu tâm tâm cũng là tích tích đức đức ông bảy chém biên trong thọ còn bao kể ngang ngang cường bao được chiến đi hai người trong chẳng trước thời sau lối lối nhầm mờ ông nghe sáng chi đâu sự kiện bà được những ý sợ cầu tòng tâm sao cho bằng lệnh lệnh sai thập nhị các cô tiên nàng cô nào việc ấy máu sự sáng ra vào hầu tiến cố nàng cả pha nước trà tàu sơn lâm lâm vừa ý ông bảy gật đầu ba khe đàm đôi dâng dâng bồ khay đèn âm tiên bình bình ngọc móc móc nhớ tiên đàm cô nàng ba dâng dâng hùng thuốc thuốc nang thì là vừa ý ông bảy hoàng trốn sơn lâm nàng tư đốt đỉnh nhang chầm ngọn đèn cô kêu cho tỏ tay cô cầm móc móc tiếng dâng kẹo bánh nguyên còn nàng nằm thì vào dâng kẹo bánh nguyên kẹo xìu thuốc thuốc lá cảnh cảnh tiên yên ăn xanh bì tình tình nghi nết nhũ mì nàng ngày sau tình tình nết nhũ mì hạ thiện dâng ông tuần tuần mã để
ông đi ông sập mỡ đồng. Tiên cô nàng bảy nầy khúc đàn thông, miệng ca tay nầy đàn ngũ cũng nghe non nàng. Nàng đàm dâng chiếc lược ngà, đôi tay trải chuốt sao mới thật là cô khéo thay. Tiên cô nàng xin điệu không ai tay, hai tay cô theo một đôi giày hồng ông. Tiên cô nàng người thắt dài lụa hồng, cánh ba giờ tí cô xách đèn lồng cô bước ra. Quạt nước phá xa tiếng cô mười một, cô vào quạt để nước phá xa. Âm tiếng bình ngọc có đôi tay đỏ cô dâng lên. Tiếng cô mười hai là cô bé Tân An, ngày ngày các cô hầu hạ vào ra trong bảo. Đồng đồng lệch hoàng sai thù màn hội đồng, mười hai các cô thủ màn giúp công bảy hoàng về bảo là đấu đối việc quan sao lần thành giao.